Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm giò sống về nguyên liệu. Ở đây mình dùng là 1,2 kg thịt. Ở đây mình dùng là thịt nạc đùi nha. Ngon nhất vẫn là thịt nạc đùi. Các bạn dùng thịt nạc lưng, nạc vai cũng được nữa. Và cái thịt thì các bạn chọn cái loại thịt thật là tươi nha. Đi chợ thì các bạn cần phải đi chợ sớm để mua được thịt tươi. Hoặc các bạn mua thịt ở trong siêu thị cũng được nữa. Thịt siêu thị thì người ta được bảo quản lạnh thì nó cũng tốt, nhưng mà nhớ là lựa thịt thật là tươi. Về nguyên tắc làm giò sống hay chả lụa này kia rồi đó, thì mình phải dùng những cái thịt thật là tươi thì cái chả hay giò sống mình làm thì nó mới dai, nó mới ngon. Thịt khi mua về thì các bạn rửa thật là nhanh nha, tại vì rửa lâu quá nước nó sẽ ngấm vào thịt. Và sau đó các bạn dùng khăn giấy các bạn thấm cho thật là khô. Ở đây mình dùng là 200g mỡ. Mỡ thì các bạn dùng mà mỡ gái hay mỡ lưng thì nó sẽ ngon hơn. Tại cái loại mỡ này thì nó sẽ nghiêng về độ giòn á, làm giò sống hay làm chả thì rất là thích hợp. Thì cũng rửa sạch rồi các bạn dùng khăn giấy mình thấm cho khô. Cái mỡ này thì các bạn có thể là mua trước rồi mình đông đá cũng được. Yêu cầu của nó không có cao như thịt. Thịt là phải lựa chọn thịt thật là tươi thì giò sống hay chả nó mới ngon. Mình nhắc lại, ở đây mình dùng là 1,2 kg thịt, 200g mỡ. Thịt thì mình sẽ cắt thành những cái cục nhỏ nhỏ để mình đem đi đông đá cho nó dễ, với lại máy nó dễ xay hơn nha. Các bạn đừng có cắt to quá, máy nó khó xay. Cắt cục nhỏ nhỏ như thế này là được. Mình cho vào cái túi, cái bọc ni lông á, rồi mình đông đá nó lại. Làm giò sống hay chả thì mình khuyên các bạn là nên dùng những cái thịt và mỡ về mình tự sát nha. Đừng có mua xay sẵn. Tại khi xay sẵn thì mình không biết cái tỷ lệ thịt và mỡ là bao nhiêu, với lại người ta dùng cái thịt gì. Thịt không ngon thì chả nó không ngon. Do đó là mình tốt nhất là mình nên tự mua thịt với mỡ về mình sắt thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như mà mình chọn được những cái thịt ngon á, mình và mình nhờ người ta xay á, xay sẵn giùm á thì cũng được. Mình có thể nhờ người ta xay sẵn, sau đó mình đem về mình đông đá. Thịt thì mình sẽ cho vào túi rồi mình đông đá để hôm sau mình làm nha. Các bạn làm trong ngày cũng được, các bạn đông đá cho nó hơi dẻo, hơi cứng chút xíu và nó hơi xốp nữa thì mình xay nó mới đạt nha. Còn nếu như đông đá mà nó chưa có dẻo xốp á thì mình làm chả đôi khi mình xay nó sẽ bị bở chả. Các bạn cho thịt vào túi rồi các bạn cột lại, rồi các bạn trải mỏng mỏng nó như thế này nè để cho nó nhanh đông. Phần mỡ này thì mình cũng sẽ trải mỏng mỏng ra rồi mình cho vào ngăn đá của tủ lạnh. Các bạn nếu như muốn sắt dễ, các bạn cho vào ngăn đá của tủ lạnh cho nó hơi cứng cứng, sắt nó sẽ dễ hơn. Thịt mình đã đông cứng nó lại được một ngày nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để ra ngoài cho nó hơi xốp này nha, rồi mình mới đem đi xay được. Phần mỡ thì các bạn cũng đem ra ngoài luôn, nhưng mà mỡ nó nhanh gã đông, nó nhanh mềm hơn. Có thể là các bạn đem ra sao cũng được. Mình mới để ra chút xíu mà nó muốn mềm rồi nè các bạn. Còn nếu như mà mỡ các bạn đem ra cùng một lượt với thịt đó, mà các bạn thấy nó mỡ nó mềm, mà có thể cho ngược lại vào ngăn đá nha. Thịt thì nó lâu mềm lắm. Mình để cho nó hơi mềm, hơi dẻo và hơi xốp là mình xay được. Tiếp theo thì mình sẽ đi pha gia vị để mình ướp vào trong cái giò sống nha. 1 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh bột ngọt. Bạn nào ít bột ngọt thì mình cho ít lại nha. Mình sẽ dùng là bột khoai tây. Nếu như không có bột khoai tây thì các bạn dùng bột năng nha. Mình sẽ cho vào đây là 4 muỗng canh bột khoai tây, là nó khoảng 40g. Hai muỗng cà phê bột nổi, tức là baking powder. Ở đây thì mình sẽ có khoảng 1 muỗng canh tiêu. Ở đây mình dùng tiêu đen, các bạn dùng tiêu trắng cũng được cho nó lên màu đẹp.
các bạn cho vào cái hỗn hợp này cũng được nha. Tại vì mình thấy nếu như mà cho vào cùng một lúc á, cái mình xay xay chung với thịt liên tục á, mình thấy cái chả nó màu nó không đẹp. Do đó là mình xay gần thành phẩm rồi mình mới cho tiêu này vào. Mình sẽ cho vào đây là 5 muỗng canh nước mắm. Các bạn lựa loại nước mắm ngon nha. Làm chả thì nước mắm nó cũng quyết định độ thơm ngon của chả lắm. Dùng cái nước mắm thật là ngon. 5 muỗng canh. Mỗi một muỗng canh của mình là 15 ml. Mình khuấy đều lên. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh vung tỏi phi cho nó thơm. Cái này thông thường á, thì người ta dùng tỏi tươi hoặc là bột tỏi. Còn mình thì mình thích mùi thơm của tỏi phi á, nên mình cho vào cái này tùy các bạn nha. Thì theo sở thích của mỗi người. Về cái công thức ngày hôm nay mình dùng lượng mỡ như vậy đó. Thì nếu như bạn nào mà không dùng mỡ thì mình dùng dầu ăn cũng được nữa. Các bạn dùng khoảng 4 hoặc là 5 muỗng canh dầu ăn để thay thế cho công thức. Nhưng mà nếu như mà có mỡ thì nó sẽ ngon hơn nha. Lượng dầu ăn thì tùy theo các bạn điều chỉnh nha. Có thể là dùng nhiều hơn 5 muỗng canh cũng được. Tại vì nếu như mà các bạn không dùng dầu ăn thì cái phần giò sống mình thường hay gọi là chả, tại vì nó dùng cũng dùng để làm chả lụa thì nó sẽ rất là dễ bị khô, đó là phải dùng dầu ăn hoặc là mỡ. Bây giờ cái hỗn hợp này mình sẽ cho vào ngăn đá của tủ lạnh hoặc là ngăn mát để cho nó thật là lạnh nha. Nếu như muốn lạnh nhanh thì cho vào ngăn đá. Hôm nay xay thịt thì mình sẽ dùng cái máy này nha. Cái máy này công suất là 900W. Xay mỗi một mẻ thịt thì mình xay khoảng 700g là xay tốt nhất, tại vì nhiều quá nó khó xay lắm các bạn. Các bạn dùng cái máy như thế này cũng được. Cái máy này công suất của mình là 750W. Thì mỗi một mẻ thịt thì các bạn xay khoảng 4 hoặc là 500g thôi. Xay nhiều quá máy nó nặng, nó khó xay. Do đó là với cái công thức ngày hôm nay của mình thì mình dùng cái máy này mình sẽ chia làm 2 lần để mình xay nha. Còn nếu như các bạn dùng cái máy này thì khoảng 3 lần, chia làm 3 lần xay cho mỗi mẻ. Máy này thì mình mua trên Lazada. Các bạn có thể là gõ là máy xay giò chả thì nó sẽ ra nha. Rất là nhiều, các bạn có thể là chọn nhiều thương hiệu các bạn mua. Mình sẽ cho thịt vào nha để mình xay. Thịt đó mà nè, khi mà các bạn dùng kéo cắt á, các bạn thấy nó xốp xốp như thế này mà dùng kéo cắt là nó được nha. Còn nếu mà dùng kéo mà cắt không nổi là nó chưa có đạt, nó chưa nó còn cứng quá, chưa có xay được. Còn nếu như cắt thấy xốp xốp như này, xốp xốp, cứng cứng hay dẻo nó mới được nha. Đây là cái mặt cắt của nó, là mình sẽ lấy cho các bạn xem. Kiểu như nó còn dăm đá như thế này nè. Nó sẽ hơi đá như thế này. Như vậy mới được nha. Còn mấy cái rìa này thì nó hơi dẻo một chút cũng được, không sao. Phần mỡ heo thì mình cũng sẽ chia làm hai luôn. Phần gia vị thì mình cũng sẽ chia làm hai nha. Khoảng 7 muỗng canh, 6 đến 7 muỗng canh. Xay cái này thì các bạn cũng cần phải bấm giờ nha. Máy của mình thì nó sẽ không có tốc độ, chỉ cần bật công tắc lên là nó chạy. Còn nếu như các bạn dùng cái máy xay kiểu như nãy mình nói á, thì các bạn bật công tắc tối đa luôn để cho cái máy nó mạnh, nó xay nhanh á. Bật số lớn rồi mình sẽ bật lên mình xay nha. Bạn cũng phải cần phải tắt máy để mình trở trở như thế này nè cho nó xay đều.
Thịt mình đã xay được 2 phút rồi nè các bạn. Các bạn nhớ xay đúng 2 phút thôi nha. Rồi giờ mình sẽ lấy thịt ra, mình cho vào cái túi rồi mình cho vào ngăn đá của tủ lạnh nha. Mình làm lạnh lại khoảng nửa tiếng hoặc là hơn, cho nó hơi dẻo là mình mới xay tiếp tục. Tại vì các bạn mà xay tiếp tục nữa đôi khi cái này nó bị bở á. Trong quá trình mình xay thì thịt nó phải luôn luôn lạnh. Mẻ còn lại thì các bạn cũng làm như vậy nha. Thịt mình đã cho vào tủ lạnh được khoảng 35 phút rồi nè các bạn. Cho nó hơi dẻo dẻo lại nha. Dẻo dẻo lại, làm lạnh nó lại. Thì mình mới xay tiếp lần 2 được nha. Giờ mình sẽ cho hết cái phần thịt này vào. Mình sẽ cho phân nửa lượng tiêu vào nha. Hoặc ăn ít tiêu thì các bạn cho ít lại, nhưng mà nhiều nhiều tiêu chút xíu cho nó thơm. Ở đây thì mình sẽ cho thêm nước đá nha. Đá giống như đá bào rồi đó các bạn, khoảng 3 muỗng canh, để mình làm lạnh thịt lại. Rồi mình sẽ xay. Cái này thì các bạn cũng phải cần phải bấm giờ nha. Cái này mình xay thêm khoảng 1 phút nữa là được rồi nè. Nếu như mà 1 phút mà các bạn chưa thấy nó mịn á, thì các bạn xay thêm khoảng 20 giây nữa. Tức là xay lần 2 thì nó dao động khoảng 1 phút 20 giây trở lại thôi. Nếu như 1 phút 20 giây mà các bạn chưa thấy nó mịn, thì các bạn phải cho vào ngăn đá của tủ lạnh thêm khoảng 40 phút nữa, hoặc là nửa tiếng, để mình làm lạnh lại, để mình xay tiếp thêm lần 3. Như vậy nha. Rồi mình sẽ lấy cái này ra. Nó mịn như thế này là được. Đây nó sẽ mịn như thế này nè các bạn. Đó, như vậy là đạt nha. Nếu như mà chưa thấy mịn thì xay tiếp lần 3. Trong quá trình xay thì thịt cũng phải làm lạnh. Rồi mình sẽ lấy cái này ra nha. Lấy cái này ra thì mình sẽ cho vào ngăn đá của tủ lạnh để cho nó lạnh lại. Rồi các bạn xay tiếp cái phần còn lại cũng như vậy luôn. Nói chung cái phần thịt này là nó cần phải được bảo quản lạnh. Chứ mình để ngoài là một hồi nó hết lạnh nó sẽ bị bở các bạn. Rất là dẻo luôn. Dẻo như vậy mới thành công nha. Phần giò sống mình đã xay xong rồi nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ dùng bọc miếng bọc thực phẩm hoặc là một cái túi ni lông. Để mình sẽ chia thành những cái gói nhỏ nhỏ để mình bảo quản ở trong ngăn đá của tủ lạnh. Để mình để dành mình xài. Do đó là khi làm thì mình làm, các bạn làm nhiều nhiều để mình để dành mình xài. Mình gói lận cục nhỏ nhỏ như thế này nè, cái mình lấy ra mình gã đông để mình xài. Để dành nấu canh rồi, thậm chí cái này là chả lụa luôn cũng được nữa. Mình gói để các bạn hấp, gói cho trong lá chuối hoặc các bạn dùng giấy bạc đó. Các bạn gói lại giấy bạc với giấy nướng bánh đó. Mình cũng đã có cách gói rồi, các bạn có thể tham khảo cách làm chả lụa heo đó. Mình gói đơn giản lắm. Các bạn chia thành cục nhỏ nhỏ như thế này nè. Rồi các bạn bảo quản trong ngăn đá của tủ lạnh để dành mình nấu canh. Rồi các bạn làm khổ qua hầm cũng được, để tạo độ dai, ngon lắm. Các bạn gói thành những cái cục như thế này nè. Rồi mình bảo quản trong ngăn đá của tủ lạnh mình để dành mình xài. Với cái công thức ngày hôm nay của mình thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh.